Tôi xin chào tất cả anh em cần rủ là mình cá tàu quốc. Hôm nay tôi mang một clip gồm 30 mấy câu nha mọi người. Thì 30 mấy câu này 30 mấy câu hàng tỉnh, đa phần những con còn rất là mới luôn, có hai máy full hợp. Rồi, để cho cụ thể từng máy cho mọi người xem. Em bán hàng cho em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu đổi không clip lên thì sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Máy thứ nhất mình cảm khảo. Thì máy thứ nhất lên cho mọi người là một con máy Daiwa. Một con này là một con Daiwa ST600. Thì con này xe tầm khoảng ngàn thôi mọi người. Đó. Nào là carbon, thân là thân kim loại. Thì máy này là một máy của Nhật sản xuất, hàng Daiwa. Đó. À, con này có xe tương đương tầm khoảng ngàn. Đó, cước 1.5 x 150 m. Thì máy hoạt động rất là mượt luôn. Đó. Ngoại hình sáng, hoạt động mượt mà. Rồi, giá con thứ nhất giá là 350k cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 2. Máy số 2 vẫn là một con ST, đây, con ST600. Đó, máy đua chuột. Ok. Ngoại hình hai con này còn rất là sáng luôn nè. Rất là sáng luôn nha. Loại này chuyên cho anh em câu tôm, câu hanh, câu cháp, câu cá dìa. Đó. Xe cũng là xe 1000, máy đổi trái phải bình thường, hoạt động im mượt. Máy đua chuột. Rất là êm nha mọi người. Rồi, giá máy số 2, giá cũng là 350k cộng ship nha. Tiếp theo máy số 3. Máy số 3 lên cho mọi người một máy xây mini, một con máy QB. Thì con QB này xây chắc 500 thôi nha anh em, xây 500 thôi. Rất là nhỏ đi. Đó, nhỏ gọn. Chạy battery hàng của Nhật nha mọi người, hàng của Nhật sản xuất. Thân carbon, nồi carbon. Đó. Rất là ok nha. Và tạo mềm mượt. Rất là mượt luôn. Loại này câu tôm, câu hanh, câu cháp, câu dìa, câu nâu và hết bài. Còn bên sống, máy cước ok. Rồi, giá số 2, giá số 3 vẫn là 350k luôn nhé. Máy số 4, máy số 4 lên cho mọi người một máy của Ryobi. Đây, một con máy Ryobi Max. Thì con này chạy 3 mặt đạn, nó có khóa âm nè, đó, khóa âm. Nồi thì còn rất là mới luôn. Đây có cái lớp ni lông ở ngoài nè, chưa tháo luôn nè mọi người. Nồi rất là mới rồi. Tiếng rắc kêu cũng rất là đã tai luôn. Máy còn rất là đẹp nha. Nồi kim được. Nồi kim loại như anh em, nồi kim loại. Đua chuột, cúc bấm. Tay quay giả gỗ. Tại vì núm gỗ đôi chuột có phá âm. Máy hoạt động rất là mượt nha mọi người, mượt mà tắt âm rất là ok luôn. Rồi xong, thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 3000 nha anh em, hai ngữ 3000, cước số 2 dưới được 230 m, cước số 3 được 170 m. Ngoại hình còn mới bóng. Rồi, giá con số 4, giá là 500 nha anh em, 500 cộng ship. Tiếp theo máy số 5. Thì số 5 lên cho mọi người một con máy khá là nổi tiếng của dòng Diamond. Đây. Một con Diamond. Đó. Whisker Titan. Thì con này một con Nova nha anh em, Nova. Con này của Nhật sản xuất. Nó có 3 chế độ phá, một là phá farm, hai là phá quay ngược nè. Ngược tới quay tới quay ngược ok. Máy rất là mượt, quay ngược ok. Phá đây, quay ngược không được. Bật ở đây, bật tiếng kêu. Đó. Máy hoạt động rất là mượt đây. Dùng đây mình này thì quá nổi tiếng. Thì con này có xe tương đương là tầm khoảng 5.000 nha này, 4.000, 5.000. Cứ số 4 thì được 200 m, cứ số 6 được 120 m. Con này thì nó chạy 3 mặt đạn. Tay quay xí cổ nè. Đó. Máy thì hoạt động êm mượt, không bỏ lầm. Đa phần những máy này em đều kiểm tra rất là kỹ rồi. Đó. Thì con này độ mới ra tầm khoảng 93% nha anh em. Rất là mới luôn. Mới bóng. Hoạt động rất là mượt luôn. Rồi, giá công khai máy số 5, giá là 650k nhé. Giá cộng ship nha mọi người.
Tiếp theo máy số 6. Máy số 6 lên cho mọi người một con máy của Diamond luôn. Đó, một con máy của Diamond. Kim cương đen. Đây anh em, họ một con Diamond. Thì con này một con Diamond nô 4 nha anh em. Đó, Micron nô 4. Thì con này có hai cối. Đó. Thì cối này có xuất sắc nè. Cái này chốc lớp sơn nha mọi người. Chốc lớp sơn. Đó, một cối phụ, một cối chính. Thì anh em có thể thích hợp cho anh em một có anh em đánh cước, một có anh em câu bè cũng được. Thì ngoại hình con này thì có xuất sắc đi ti thôi. Ừ. Đi sống. Tem còn đầy đủ, tay quay vẫn là tay quay ship. Những con này nhông là nhông thép nha mọi người, nhông thép hàng của Nhật Japan. Và rộng rất là mượt. Đó, và rộng mượt mà. Con này là đánh bầu lực và thoải mái. Bay ngược ok, bay tới ok. Đó. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 7.000, 6.000, 7.000 mọi người. Cước số 6 được 200m, cước số 8 được 150m. Rồi giá công khai máy số 6, giá là 700 mọi người, 700 cộng ship máy số 6. Tiếp theo lên cho mọi người là máy số 7. Máy số 7 lên cho mọi người một con máy của Diamond. Đó, một con Diamond. Thì con một con nô 5. Đó, nô 5, mình con nô 5. Thì ngoại hình con này nhìn còn tương đối ok. Đó. Đặc biệt những con này nó quay nhẹ và mượt. Đó, nhẹ và mượt. Đuôi chuột như này, xả đuôi chuột. Nhông thép rất là bền luôn. Bộ bên là bộ bên sống nè. Tem đầy đủ nha. Rất ok. Tay quay thì đổi trái phải bình thường. Đó. Con này của anh em câu biển, câu đáy. Rất là ok. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng, để em xem. Con xe tương đương ra tầm khoảng 8.000, 9.000 anh em. Cứ số 8 được 240m, cứ số 10 được 190m nha. Rồi giá của máy số 8, giá máy số 7 giá 800 nha mọi người. Số 7 800. Máy số 8. Máy số 8 là một con Diamond. À, thì con này một con săn hàng, con này rất là khủng luôn. À, con này vẫn hàng cổ nha anh em. Đây, cơ phụ của nó đây. Đây, Diamond No 6, hàng của Nhật sản xuất. Có cổ phụ của nó cũng còn rất là ok nha mọi người. Đó, còn tương đối mới. Thì con này nó sẽ tương đương đời tầm khoảng 12.000 nha, 12-13.000. Cước số 12 vô tầm 100-210m. Cước số 16 vô tầm 170m nha. Con này đánh đáy. Có bạo lực, có bông lao, ba xa. Có biển. Micron No 6. Ngoại hình có xuất sắc GT. Đủ tem hết nha mọi người. Một bên sống. Con lăn thì em đảm bảo mọi người nó lăn rồi. Cái này máy hoạt động đây à, rất là mượt luôn. Rất là ok. Đó. Đây vừa tài thôi cũng vậy nữa nè. Rất là mượt nha. Đó. Rồi, con máy số số 9. Giá 900 nha anh em, 900 máy số 9 hai cối nha. Một cối anh em có thể câu bè, một cối anh em có thể câu cước nha. Đó, rất là ok luôn. Tiếp theo máy số 9 là máy số mực. Máy số mực lên cho mọi người một con máy của Taiyo. Thì con này Taiyo No 5. Con này có full phụ kiện luôn, full hộp phụ kiện hết. Sách hướng dẫn túi. Đó. Hàng này hàng của Nhật nha anh em, hàng của Nhật sản xuất. Đó, một con tay vô, hàng này về cho anh em sưu tầm thôi. Đó. Full hộp. Máy chưa qua sử dụng. Đó, có rất là mới luôn. Thì con tay vô này nó tải nó để là 10 kg nè, nó nặng là 480 g, dòng tua 1.4.8. Thì con này có sẽ tương đương là tầm khoảng 7.000, 6.000, 7.000. Cứ số 6 vô được 230m, cứ số 5 vô được 285m. Hình nó đây mừng này. Rất là mới nha.
lên cả keng luôn của nhà sản xuất tay vô sẽ pin nó đang ok, máy thì hoạt động tương đối ok rồi đó. Đầu tiên là buồng sóng máy cướp ok, ốc zin nhá, ốc zin luôn, hoạt động ok nè, về ngược tương đối đó. Đầu tiên là buồng sóng máy cướp ok. Rồi, máy số 10 giá là 800 nha mọi người, máy số 10 giá 800. Theo máy số 11 thì máy số 11 lên cho mọi người quán một con máy full hợp. Thì con này một con Ryobi, Ryobi full hợp. Nó chỉ có hộp và máy thôi nha anh em, không có túi sách gì đâu. Thì con này một con Ryobi dạng hàng đánh bạo lực. Con này thì nó chỉ quay mình tay trái thôi nha mọi người. Em nhấn mạnh lại là chỉ quay tay trái thôi nha, không đổi trái phải được, chỉ quay tay trái thôi đó, không đổi phải được. Thì không có trên hộp luôn. Thì con này nó mới cứng nha anh em, dạng mới cứng luôn đó. Dạng mới vô dây để tự chân này. Này. Nồi rất là đẹp nè. Con lăn trợ lực nè, đứt rất là đẹp luôn. Dạng anh em về sưu tầm là hết bài luôn. Thì con này nó sẽ tương đương ra tầm khoảng 8.000-7.000. Cước số 7 vô được 270m. Cước số 8 chắc vô được kể 200m à. 8.000, kể 8.000-9.000 có luôn. Dòng tua 1.4.7. Thân kim loại, nồi kim loại. Hàng có Nhật sản xuất, hàng Japan. Máy mới cứng, rất là mới luôn nha anh em. Hàng nguyên zin nhé. Thì cái này có tay quay nè. Tay quay nó độ lên nè. Tay quay con này được độ lại tay quay của Shimano đó. Thì máy hoạt động rất ok nha anh em, máy hoạt động rất là ok luôn đó. Lắc là quay nè, cái này cẩu cá là hết bài. Tay quay siết nha mọi người, tay quay siết cổ. Trả lực tổng rất là mượt nha. Rồi, giá con máy số 11 giá 1.2 nha mọi người, 1.2 máy số 11. Tiếp theo máy số 12 thì máy số 12 là cho mọi người một con máy dạng hàng cũng sưu tầm. Thì con 12 một con Olympic, thì con này full túi nha anh em, full túi. Thì con này một con Olympic FX1 đó, let's go. Máy thì dạng sưu tầm thì máy rất là mới luôn. Con này nó thiệt thì chỉ thiếu cái hộp thôi, hồng xuất dưới đây luôn. Con lăn nè, rất là mới, ốc là nguyên zin hết. Hàng Japan, hàng của Nhật. Thì con này nó có đi theo máy là cái động nồi nè, đó. Động như cái nồi nông lên. Anh em không thích thì anh em có tháo ra. Đỉnh nồi là nồi sâu. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 8.000-9.000. Cước số 8 được 200m, cước số 6 được 270m. Dòng tô con này là 1.6.2 nha anh em, 20 nha. Nặng là 550g. Em mọi người, nồi còn rất là mới nha. Đó, chưa vô dây. Đây, động cước của nó. Thì những máy thế này thì nó hoạt động rất là êm. Nhông cổ của những con này rất là đã luôn. Đó, khỏi bàn. Vì nó chưa qua tải cá mọi người, tải cá, tải chì á, nên nhông cổ rất là cứng luôn nha. Đó, rất là cứng cáp, rất là mượt. Rất là mượt luôn nè. Quay cho mọi người nha. Hôm nay là mưa sống. Rồi, giá con máy số 12 giá là 1.2 nha mọi người, 1.2 cộng ship. Tiếp theo lên cho mọi người một con máy cổ. Thì con cổ này, một con máy cổ này là một con máy của Michelin. Đây, một con Michelin 302. Thì dòng Michelin này là của Pháp sản xuất nha mọi người. Đây, mọi người fan.
tổng thể ngoại hình thì con này cũng còn tương đối ok so với cái đời sản xuất con này, thì nó sản xuất 58 mấy 9 mấy á, hàng nước sơn là sơn nguyên zin nha mọi người, sơn nguyên zin bên vàng. Con này thì nghe bảo anh em về câu lóc cạo cá thì cõi bàn. Còn lăn đây mọi người, lăn rồi gấp là sáng nha. Đó. Gà lê này gà lê tự bật nha anh em. Đó. Tay quay đây, đó. Hàng tay quay nguyên zin. Nguyên làm bộ sống. Đó. Hoạt động ok nha nè, hoạt động ok. Dòng tô con này tương đối nhanh á, về anh em có thể câu lóc. Chiếc mô bin rồi, giá công khai con máy số 13 giá là 1.800.000 nha anh em, 1.800.000 máy số 13. Thì con này có xe tương đương chắc tầm khoảng 8.000 quá. So với một con Diamond thì nó còn tương đối lớn nè mọi người. Đó, giá tầm khoảng 8.000-9.000. Đó, rất là bự nha. Về cạo cá, câu lóc hết bài. Rồi, giá con máy số 13 giá 1.800.000 nha mọi người. Đó. Đây là lên một lô ớt ớt nha mọi người. Đó, máy ớt ớt. Nhiều anh em săn lắm. Thì máy số 14. Số 14 mới ta. Đây, máy số 14 lên mọi người một con ớt ớt. Thì con ớt ớt là một con ớt ớt 900. Thì con ớt ớt này thì ngoại hình nó lên cà beng nha anh em. Đó. Rất là mới luôn. Lên keng. Đây. Đó. Nồi thì chưa có dấu vô dây nha mọi người. Đó, rất là mới. Cốt là cốt bấm, cốt trợ lực. Thì con ớt ớt này có nó có xây ra tầm khoảng 4.000 anh em. Đó, cước số 4 đến 190m, cước số 5 đến 150m. Rất là nhỏ gọn, ớt ớt 900. Hàng của Nhật sản xuất. Con lăn rất là mới luôn. Đây. Ốc thì còn nguyên zin nha anh em, nguyên zin. Rất là mới. Xoay kỹ cho mọi người xem lên. Máy hoạt động thì mượt mà rồi. Đó. Khỏi bàn. Có bên sóng. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Rồi giá của máy số 14 giá là 1.100.000 nha mọi người. 1.000.000 mốt máy số 14. Máy số 12. Thì máy số 12 lên cho mọi người một con ATAT. Thì con này một con ATAT 1.000. Thì ATAT 1.000 thì nó có sẽ tốt trợ lực nha nè. Trên 1.000 thì không có. Bộ bị sống. Thì những con ATAT này nổi tiếng được cái là nhông của nó là thao nha nè. Nhông đồng thao. Đó. Rất là bền. Con này có xe tương đương đơn là tầm khoảng 5.000-6.000, tước số 5 đến 180m, tước số 6 đến 150m nha anh em. Đây, con này quẳng quậy, chưa có dấu hiệu vô dây. Nồi còn rất là mới luôn nè. Thổi che được, hết sảy luôn. Thì dòng này về cho anh em sưu tầm, không thôi câu cha, câu chép, câu lăn xê, rất là ok nhé. Những dòng máy này hoạt động rất là bền luôn. Đó. Ở bên sóng. Con lăn rồi rất là mới luôn nè. Đó. Ốc bên đó đây. Rất là ok anh em. Máy hoạt động rất là mượt luôn. Đó. Không bỏ lầm. Đủ tem nha mọi người, đủ tem hết luôn. Rồi, giá công khai mã số 15, giá là 1.200.000 nha. Tiếp theo mã số 16. 16 lên cho mọi người một con ATAT 2.000. Thì con này nó vẫn mới. Đây, vẫn len thật keng. Đây, cái nồi nó bị bay màu thế này này. Đó. Đây, đó. Anh em
về tay nghề cao thì xử lý là được nhé. Đó. Đắc cả thì cũng không giúp sức gì nhiều hết. Hàng hàng quán hàng của Nhật, hàng đây qua Tết hoạt động rất là mượt. Này qua cái dòng 2000 này có farm như này, farm đây được, ok cây tới, ok cây bị trống cứ ok. Rồi giá công khai mã số 16, giá 1 triệu 2 luôn nhé. Tiếp theo mã số 17 đây, qua dòng này đây, con này là đất 2000C thì cái nồi cũng vậy, nồi can xà beng. Rồi cho mọi người xem. Đó. Rất là mới luôn. Thì con 2000 này có xây tương đương tầm khoảng 6 ngàn, 7 ngàn. Cứ số 6 được 230 m, cứ số 7 được 190 m. Nó lăn cũng còn rất là ok luôn nè. Đó. Chưa dấu hiệu mở tháo nè. Đó. Ốc đây này rất là mới nha anh em, đứt chưa bị sức nhiều. Đó. Hàng nguyên zin nhé, chưa độ chế gì lại hết. À, hàng quán hàng của Nhật là trồng rất là mượt luôn. Cái ngực ok, về tới ok, phá âm, mọi chức năng hoạt động bình thường. Rồi, giá công khai mã số 17, giá 1 triệu 5 nha anh em. Đó, 1 triệu gửi cộng ship. Tiếp theo mã số 18. 18 lên cho mọi người vẫn một con ra Tết 2000. Thì con này vẫn can xà beng. Thì con này 2000. Nồi còn rất là mới nha mọi người. Xe tương đương tầm khoảng 7.000, 8.000. À. Nồi này thì chưa có dấu hiệu vô dây luôn nè. Rất là mới. Đứt máy. Ốc nè. Tất cả mới nha mọi người. À, rất là ok. Bán những máy này thì đa phần những em câu loại này thì rất là biết về sưu tầm nè. Đã câu qua loại này thì rất là bền. Đó. Nhông đồng thau và cộng em mực phá ok đó, bạn ngược ok cái okay, tới ok. Rồi giá công khai mã số 18, giá là 1 triệu 5 nha mọi người, 1 triệu 5 mã số 18. Tiếp theo mã số 19, mã số 19 lên cho mọi người một con ở Tết 3000C đó. Thì 3000C thì nó có xe tương đương ra tầm khoảng 8000, 7000, 8000, cước số 7 được 210 m, cước số 6 được 260 m. Nồi vẫn mới nha anh em, nồi những con này rất là mới luôn. Loại này thì em tiễn về nhông đó, thì nó nổi tiếng được cái hoa văn trên nồi nè, nhông thì nhông đồng thau, khâu rất là bền, rất là ok nha. Đây ốc chích đây, so kỹ cho anh em xem luôn, rất là chắc, tem đầy đủ, chưa dấu hiệu tháo luôn nè. Đây cũng vậy, rất là ok nha anh em, hoạt động rất là mượt. Rất là ok. Để quay ngược cho anh em xem. Đó, quay ngược ok nha anh em. Đó, quay tới ok. Rồi, giá công khai máy số 19, giá 1 triệu 6 nha mọi người. 1 triệu 6 máy số 19. Tiếp theo máy số 20. Thì 20 lên cho mọi người là một con ếch nát 3000. Đây. Đó. Thì dòng 3000 với 3000C thì nó khác biệt một tí. Đây, thông số trên nồi nó để là thông số là 0 chấm mấy đó. Cái này thì nó để là số mấy luôn. Đây. Với dòng 3000C hình như em nói là cái body nó nhỏ một tí.
với cái nút này, nút kim loại và nút nút nhựa đó, khác nhau. Cái nắp ở trên cũng vậy, giống nhau luôn đó. Con này thì nó khác nhau chỗ này, đây khác nhau chỗ con ốc, chỗ lăn cước nè đó, hai con khác nhau nhé. Đây con này cũng lên xà beng nhanh em, rất là mới, nồi chưa dấu hiệu vô dây nè. Xe cũng là xe 8.000, 7.000, 8.000. Ốc thì ok hết. Hàng bán hàng của Nhật, Daiwa, Japan. Của bên sóng, phá âm và trọng mực mà. Đó. Quay ngược ok. Đó, phá âm ok. Quay ngược đây. Quay tới đây. Im gu nhanh em. Rồi, giá công khai mã số 20 vẫn là 1.600.000 nha mọi người. Đó. Tiếp theo là mã số 21. Thì qua dàn trên đây là em lên cho anh em là con ở đất tay thắng nha anh em. Đó. Thắng là dừng. Đó. Thì con này một con ở đất tay trắng thay thắng 900 lbs. Đó. Thì con này sẽ tương đương ra tầm khoảng 4.000-5.000, cứ số 4 là 190m, cứ số 5 là 150m. Thì ngoại hình con này xuất sắc nha nè, nồi bếp muối ăn nè, xuất sắc, xuất sắc, lì tì ở đây một tí nè. Đó. Thì máy sao thì báo anh em quậy, thì anh em mua máy báo em chụp hình cận cảnh để cho mọi người xem nhé. Đây, xuất sắc lì tì tí. Thì máy hoạt động tương đối ok nha mọi người, êm mượt, hàng Japan, cốt trợ lực, đó. Dòng tay thắng này cốt trợ lực hết nha nè. Rồi giá công khai máy số 21 giá là 1.000.000 nha mọi người. Tiếp theo máy số 22 em lên cho mọi người một con Daiwa Atas tay thắng 10.000 lbs, 1.000 lbs. Thì con này có xe tương đương gần tầm khoảng 6.000, cứ số 5 là 150 180m, cứ số 6 được 150m. Thì con này vẫn nồi mới keng nha mọi người. Đó, có xước xác nè, trên đây là bụi thôi. Đó, đây xước một đây bước tí nè. Đó. Này trong quá trình vận chuyển nha, nhưng mà xước dành ngoài nha mọi người, đó, không ảnh hưởng đến dây. Ừ. Rồi tương đối ok, không bị muối ăn. Còn lăn sáng bóng. Chưa tháo luôn. Ngoại hình tương đối đẹp nha anh em. Ngoại hình tương đối đẹp. Hàng của Nhật sản xuất. Con này sử dụng nhông và nhông gờ nha mọi người. Đó. Rất là ok nha. Này thì anh em không thích quay vòng tua vậy, anh em có thể chỉnh nhông này được. Đó. Rất là ok nha. Rồi giá công khai mã số 22 giá là 1.200.000 nha mọi người. 22 giá 1.200.000. Tiếp theo mã số 23 lên cho mọi người một con máy Daiwa Atas tay thắng. Thì con này một con 5.000 lbs. Thì con này dạng mới cái sạp ben luôn rồi. Đây. Rất là mới nha anh em. Nồi thì không bị muối ăn luôn, đảm bảo với mọi người. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 8.000, 10.000, 9.000, 10.000. Cứ số 8 mới được 230m, cứ số 10 mới được 180m. Cốt vẫn là cốt trợ lực. Đang xì lì luôn. Đó. Rất là đẹp nha. Ốc nguyên zin hết.
Mãi thì gạo đảm bảo mọi người con này ra tầm khoảng 90-95%, rất là đẹp. Đó, dạng về anh em sưu tầm. À, câu bạo lực. Máy hoạt động êm mượt nha nè. À, máy hoạt động êm mượt. Thắng là dính, tay thắng nha anh em. À, vô bên sóng cốt trợ lực. Rồi, giá công khai máy số 23, giá là 1,6 triệu mọi người. À, 1,6 triệu máy số 23. Tiếp theo qua đây, bốn con SS tài thắng màu đỏ. Mã số 24. 24 lên cho mọi người một con SS tài thắng 9.000 LPS. Thì cái nồi con này ok nha mọi người. Đây, bị muối ăn nhẹ cho này tí. Một chút xíu thôi. Đó, hoặc là ok. Nồi thì mới keng à. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 5.000, 4.000, 5.000. Cước số 4 đến 190 m, cước số 5 đến 150 m. Rất là đẹp nha anh em. Màu đỏ. Thì con này vẫn cốt và cốt cho lực hàng xếp ben. Máy hoạt động ok nha anh em. Đó. Sử dụng nhông vẫn là nhông gờ nè, tay thắng. Thì anh em không thích thì anh em có thể tháo cái này được. Đó, tháo cái tay thắng này được. Rồi, giá công khai mã số 24, giá là 1 triệu mọi người, 1 triệu mã số 24. Tiếp theo mã số 25. 25 lên cho mọi người là một con Daiwa đất tay thắng. Con này 1.000 nha anh em, 1.000. Nồi vẫn keng xà beng nha mọi người. Đó. Thì nó bị muối ăn này dạng xíu cái này thôi đó, mai sau thì bán đem quầy còn lại ok mày quyền vào đây một tí đó, đủ tem cho là ok lấy cước ok hết đất tài thắng trước cái đất một tí đó và tổng ok. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 6.000, 7.000. Cước số 6 là 150 m, cước số 7 được 130 m. Thì con máy số 25 giá là 1 triệu nha anh em. À, 1 triệu máy số 25. Rất là mừng. Tiếp theo là con máy số 26. 26 vẫn vậy. Đó, tài thắng. Con này thì có bị mối ăn đây một tí nào. Đó. Mối ăn tí trên đây. Tất cả là ok, tem nó đây, vô bên sóng, đây cứ ok, xước đây tí nữa, tất cả phần lại ok hết, hàng Japan, hàng của Nhật, cốt cho lực, và cộng rất là mượt luôn, đó. Rồi giá công khai máy số 26, giá 1 triệu nha mọi người, 1 triệu máy số 26, tiếp theo máy số 27. Đây, 27 lên mọi người một con ếch đất tay thắng 5.000. Đó. Con này thì mới căng xà beng. Đó, số kỹ với mọi người xem. Nó đây. Đó. Rất là mới nha anh em. Còn lăn. Tem đầy đủ. Rất là đẹp luôn. Rất là mới và đẹp nha anh em. Và tổng ok nha mọi người. Đó. Và tổng ok. Tôi về mà bộ sống. Máy cước ok. Nhẹ nhàng. Thì con này có xe tương đương kinh thoảng 9.000 10.000. Cước số 9 dương. Cước số 8 mới được 230 m. Cước số 10 là 190 m. Rồi, giá công khai máy số 27 giá 1 triệu 6 đúng rồi. 1 triệu 6 cộng tiếp máy số 27. Theo lên cho mọi người ba máy cuối cùng, con máy số 28. Thì 28 lên cho mọi người một dòng máy Daiwa ES. À, một dòng hàng khá đẳng cấp của Daiwa. Thì con này có đỡ lên cái nấm bạc này bằng gỗ mọi người. Đó, nắp gỗ vô. Trên đây con quậy.
Đó, được ốp gỗ. Con lăn thì bằng đồng, con lăn thì bằng xếp như này, à, xếp đá. Ta quay những là gỗ. Đó, hàng của Nhật sản xuất Japan. Dòng ES này thì là nhông của nó rất là bền luôn này, dòng bằng thép. Con ES 4000, xây con này tương đương ra tầm khoảng 9000, 10000. Cứ số 8 được 200m, cứ số 10 được 160m. Rất là ok mọi người, ngoại hình tổng thể rất ok. Nồi con này bị muối ăn nhanh nè. Đây, muối ăn lâm nhầm nè, đó. Muối ăn nè, đó, muối ăn. Ăn một lớp mỏng lên nè, lớp mỏng thôi. Thì hoạt động thì ok, đó, hoạt động rất là mượt đây. Có khóa âm nè, đó. Quay ngược ok nè, quay tới ok. Rất là mượt nha anh em. Thì cốt con này dạng cốt trợ lực nha mọi người. Đó. Cốt là cốt trợ lực. Rất là ok nha. Rồi, giá công khai máy số 28, giá là 1.200.000 mọi người. 1.200.000 máy số 28. Tiếp theo mọi người là máy số 29. Thì 29 lên cho mọi người một con ES 5000. Con này một xe khủng nhất của nó. Hết đáp này, S 5000 tem nha mọi người, rất là mới luôn. Phần gỗ nè, phần nồi đây, nồi con này thì chưa bị muối ăn nha anh em, còn rất là mới luôn. Đó là keng xà beng. Nồi quăng cũng còn rất là đẹp nha anh em, được khảm gỗ. Hàng xếp bên. Rất là đẹp. Cả cổng em mực đây. Loại cái này thì lâu quá không hoạt động nên mỡ bò nó nóng quá. Đó, hay bị bên gích nè, đó. Sao máy sao thì em báo anh em vậy, nhưng đảm bảo đến tay có anh em là mực mà liền. Đó. Tháo ra, châm miếng mỡ nhớt vô là ok. Cốt là cốt cho lực nha nè, cốt là cốt cho lực. Lấy cho anh em xem. Đây, đó đây. Rất là ok nha nè, đó. Máy Nhật ghi số ghi chữ gì trong đây nữa nè. Đây, mỡ bò nó đóng nè, lâu ngày nè. Đó. Cứ ngắt luôn. Rồi, giá công khai máy số 28 giá 1.800.000 nha anh em. Tiếp theo máy cuối cùng, con máy số 20, số 30. Máy số 29 giá 1.800.000. Tiếp theo máy số 30. Thì 30 lên cho mọi người là một con máy Ryobi. Đó, một con Ryobi No 5. Thì con này tem hoàng như nè. Chạy ba mặt đạn. Thì dòng Ryobi này là em chuyên câu dòng này. Nó quay rất là nhẹ tay và khỏe. Đó. Xe tương đương là khoảng 9.000, 10.000. Cước số 10 đến 190m. Cước số 8 đến 230m. Nồi đây mọi người. Nồi rất là mới nha. Máy này thì chạy ba mặt đạn rồi, hết đát của máy rồi. Còn lần đây, con đồng bằng xứng nha. Đó, trợ lực. Máy rất là đẹp luôn. Không có sức gì nhiều. Đó. Hàng của Nhật sản xuất. Cốt là cốt trợ lực như này. Và tổng rất là mực luôn. Đó. Quay tay quay thôi cũng quay nữa nè. Rất là mực nha nè. Cốt đây, cốt chà bá lửa luôn. Đó. Đó. Rất là ok. Đó. Mực mà.
Rồi giá cầu thang máy cuối cùng, cái máy số 30, giá là 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu máy cuối cùng 30. Rồi đó tổng cộng 30 máy lên mọi người, nếu ưng nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ bên em nhé. Rồi cảm ơn anh em.